các bạn nhá. Và chia đã xong rồi đây. Còn cái này là để những người mà hôm nay vắng mặt đây, mình sẽ cất này để mai họ đi làm đây, mình sẽ chia cho họ. Còn đây là phần của bác chủ đất đây các bạn, bác chủ đất đây. Tú đủ già này, ta nét đây. Em đang cái này vết peme đủ để đi đi nè. Vì cái cao mù số, tôi đang bán áp bên, tôi sẽ bê mai mình tôi. Bố kê, số, cái này số đôi cô chú. À, em đang đã để tôi sẽ cần đầy rồi nè. Đấy mới có 2 nuống thôi các bạn, đã còn 6 nuống nữa, thì tha hồ mà chia. Ok, nó chào các bạn nha. Chào các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Quang Dũng Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay đêm qua một trận mưa rất là to các bạn ạ. Mưa đá nữa. Nằm ở nhà mà không yên tâm. Sáng nay anh em mình phải vào đây thật sớm này để xem tình hình mấy hoa màu thế nào các bạn. Nhưng mà đã qua kiểm tra rồi, cũng an toàn. Cho nên là cũng phần nào yên tâm ấy. Đây khu vực này là đang vẫn đang tiếp tục mở rộng diện tích này các bạn. Phía bên này thì đã trồng xong rồi nha các bạn. Đây. Một cái khoảng lớn này. Đã trồng xong sắn này. Đấy. Bên này là cho các chị em bây giờ là xạ cỏ trước đấy. Tại vì giống sắn đang còn thiếu đợt tới. Một hai bữa nữa mình sẽ đi vào trong kia. Cái khu vực mà trước Quang Dũng cho trồng sắn này các bạn. Nó đã có củ rồi và củ rất là to. Mà đợt rồi là mưa. À, đang trời nắng ấy, đất nó đang còn cứng, chai cứng nên chưa nhổ được. Cho nên khoảng 1-2 ngày nữa dự kiến là sẽ nhổ sắn ở đấy để chia cho người dân lấy cái ăn đầu mùa các bạn, nó mùa giáp hạt ấy. Rồi giống sẽ đưa về đây, với lại trồng trong đấy là chia ra hai bên đấy các bạn. Đây, thế đây là đang sạc cỏ đây, chuẩn bị phơi 1-2 ngày cho nó khô rồi mình sẽ cho tấp xuống bên dưới rồi lên nuống. Mà khi mà một vài trận mưa xuống là đất nó mềm này các bạn. Đất rất là mềm. Mà khi mà nắng, khi nắng này khu vực này nó chai, nó như là bê tông. Mưa xuống này, lấy tay cào cũng được. Đất, cái đặc điểm đất bên này là nó vậy. Cứ nắng nếu mà là mùa khô thì đất nó chai cứng ngắc. Mưa xuống này mềm. Cho nên cái khu vực này chắc mình để luôn về mình trồng luôn đi. Quốc nỗ trồng hay chưa. Mình cảm thấy nên nuống là nó hơi mất thời gian đấy các bạn. Để thời gian là việc khác. Cái này mình trồng thẳng trực tiếp rồi xong rồi làm cỏ rồi tấp lên. Nó sẽ hiệu quả hơn. Đây, đang mở rộng diện tích tới đây. Còn những cái cây to này nó bị rợp bóng này kia này. Sẽ chặt đi, cho chặt đi các bạn. Đây, tới đây. Dự kiến là làm tới đây này các bạn. Đất bên kia là rừng trồi, rừng non là mình sẽ để giống như là để cho nó nên đẹp giống như là rừng sinh thái, rừng tái sinh luôn các bạn. Đây, bên này để cho nó lên. Phía bên này thì cái khu vực trồng cấy là sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Anh nguyên bằng này không, mỗi năm mà mở rộng một ít thôi các bạn. Bằng này mà nếu mà năm nay mà trồng cấy hết thì cũng là một khu vực rất là rộng lớn này. Và dự kiến hôm nay nó mưa nhiều các bạn. Cho nên là mấy cái hành mà nó bị nó đã đến ngày rồi là hôm nay mình sẽ cho nhổ để chia cho bà con luôn. Để lấy động lực, lấy tinh thần các bạn. Và nên đây nói chuyện với bác trưởng bản để kiếm người đi nhổ hành. Đây là đang dọn tàn cây này các bạn. Đấy, cái khu vực nào mà canh tác là sẽ cho nó trống, chăm sóc cho nó dễ. Nếu mà thời gian tới mà được ấy, khu vực này cũng sẽ mở rộng. Nếu mà còn thời gian các bạn, thì sẽ mở rộng ra trồng khoai lang ấy, sẽ hay hơn. Nó cao ấy, mà trong mùa mưa thì khoai lang khoảng 3 tháng. Là có thu rất là nhanh. Python. Agora suva cai muito.
Cô dù si bộ nà tì bù bộp lè. Sì. À đà dà bê xoa vai nà răng kà. Hồi dì bà rà đi vịt. Si bộ lò? Dạ. Tà bò. So kì nì pronto so. Kì nì quando caiu pa planta. À so lăng kà kì partiu. Dạ. Sì, sì. Ainda tá em direito, ainda aquele não. Já? Sim. Các bạn nha, đây này, hành tây này. Mưa xuống là sẽ bị thối ấy. Cho nên là hôm nay mình sẽ cho nhổ chia, nhổ ra để cho mọi người cùng cùng chia nhau về. Đúng là cái này mà để một thời gian nữa thì bán thì rất là đắt, nhưng mà thôi, để chia cho mọi người đi, để họ lấy tinh thần làm việc. Cái đất này rất là hợp trồng với cây nấy củ. Trồng cây nấy củ nó rất là to. Đây các bạn, cái ngày thu hoạch là ngày vui nhất đấy các bạn. Đây, chia cho người dân chứ, rất là phấn khởi đấy các bạn. Hành tây. Đây là mới nhổ tỉa đó các bạn. Nhổ tỉa những cái cây mà nó đã được này. Còn phía bên này còn rất là nhiều này. Đây. Núng này với núng này. Đấy. Tha hồ mà ăn. Cái đợt tới này chắc là có khi bán một ít để mua phân này các bạn. Đấy. Phía này hành. Rồi dưới này nữa. Hành, tất cả hành. Khu vực này cũng được rồi. Cái này mưa to là nó sẽ bị dập cây. Đây. Hành nổi hết lên trên. Đấy. Đây này. Hộp dưới này này. À phía dưới này này. Đây. Rất là nhiều. Đấy, khu vực này thì trồng dày đạt này các bạn. Cũng thông báo với các bạn là hôm qua trận mưa đá ban đêm ấy các bạn, nhưng mà mình đã ra kiểm tra lúa rồi, không sao cả các bạn nhé. Nó cũng phần nào yên tâm rồi. Cái này no từng ngày. Mới bên này lúa giờ nó đang chuẩn bị quay ngang ấy. Cho nên cũng không có sợ là mưa nó phá, nó không phơi được màu ấy các bạn. Đây. Đây nữa các bạn. Đang quay ngang này. Đấy. Cái này 1-2 ngày nữa mình sẽ cho gieo, cho ngâm giống thôi. Là để khi nào gặt cái này là trồng nó cấy nó vừa. Này, lúa nếp này các bạn. Ui trời. Mưa nó phát triển. Nhìn đã. Ê, cái này hồi gì ra ta sai muito bom. Sì, sì, sì. Ainda não estava a gastar muito composto esse aí. Já. Não está a gastar muito. É.
đây nha các bạn. Đấy. Nên cái núi nhìn sung. Anh mình từ phốt đi. Đang đợi bôi cô chứ. Cái này tên bù được phriu. Nào. Sì, sì. Có mẹ xa tí bù ọc thâu bù. Sì, sì. Junio, junio có mẹ xa cô chứ. Phriu chứ. Aqui ainda esse ano, ainda graças a Deus. Já. Yeah. Para onde fomos tirar essa semente, estragou já com frio. Nós aqui não estragou. Já. Yeah. Đây, nô nếp là cấy vào trong cái đúng cái dịp mà mùa nóng này các bạn. Đấy. Vai kia nó thật. Anh đi xa bê. Ta này xe bê. Cái này đồ bôi. Mà đã rột tia. Thế bà ra yêu mẹ tê xì mẹn tia. Dạ. Núi này thì nhìn như là núi Việt Nam này các bạn. Đấy. Dạ, cô ạ nè. À nè mà nè mà nè. Mà mẹ tên nó giang của nhá. Cái này na đù nó cô chứ. Na đù for ra đù 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 kê. Đù mốt à. À. Mẹ tên à xinh. À kì. Thì ca. Si mà em đi gran. Thì bù môn đi gran. Asing asing, kira asing, ya. Edisi pelan tamai windu depoi kada pisua, ungkasa, tabo. Đây này các bạn này, đây là mình đang nhổ tỉa thôi. Đây, hai nuống nhổ tỉa thì tính ra mới khoảng một nuống nhổ kỹ. Mà đằng phía dưới đang còn nhiều. Ba cái này là Sibona khi ta quen ta buê này. Prusimu anu planta tu đuôi. Atabu. Gà nhà buê này. Então vamos adiantar rápido que até esse mês já vendemos. Já. Aqui nem também cojo. Hoje eu dividi tudo por cojo bobo. Porque tem muito tempo até agora ainda não tem dividi. Tá bom. Aqui tipo dividi para bem com para bem pensa. Já. Thêm một tí nữa mọi người về nghỉ trưa thì mình sẽ chia cho tất cả mọi người ở đây để lấy tinh thần làm việc các bạn.
các bạn nha, đây là nửa những củ to nhổ trước ấy. Thì diện tích nhổ ở đây thì khoảng hai luống này thì khoảng 70% rồi. Thì tính ra là hành tây nó rất là trúng các bạn. Mà phía bên này là trồng hơi thưa đấy. Và đã vậy rồi. Bên kia trồng dày nữa thì tha hồ các bạn ạ. Thì rất là trúng. Để tí nữa mình lên trên kia quay cho các bạn xem. Một đống to luôn. Cái này thì để lại anh em nông trong nông trại ấy. Thì lấy cái ăn hàng ngày. Cái này mình sẽ chia cho tất cả những người hôm nay đến làm các bạn. Ê. Muy tú ni. Sở đôi cô chủ Karen. Em tao là tình mai bue. À, ai ni ba su. Các bạn này. Đây là mới hai luống nha, hai luống mà chưa nhổ hết nữa. Khoảng nhổ khoảng 70% rồi. Được như vậy đây. Mà củ thì nó cũng không có to trội lắm, nó đều thôi. Đây. Bắt sai. Đây các bạn. Đấy. Hai luống hành. Cái này mà trồng đồng loạt một phát, nhổ một phát thì nó số lượng nó khủng cỡ nào các bạn. Đấy. Các chị em đang còn nhặt thêm à. Ê cô một vài. Chào loại. Chào loại mình không mình. Số đôi về về. Aquí ya está está de todo ese o setini. Sí, sí. Después así. Estamos. Devaga divide así. Entonces, sí. Ahora yo voy a llamar a que le peso. Sí. Va a dividir. ¿Qué ni ahora está todo ni pues? Sí. Đây các bạn. Phía bên này thì đã trồng hết rồi. Đấy, rộng lớn chưa? Hôm qua các bạn đã biết là không mà mình nhờ Đức Anh bay máy bay này. Các bạn nhìn nó thấy nó mênh mông rồi. Đấy. Mà mới chưa được một nửa nhé các bạn. Còn phía bên này nữa. Bên này đang chọn dẹp này. Đây, phía bên này. Đấy. Tha hồ, đây. Trồng mì hết các bạn nhé. Khu này là mình dự kiến để trồng mì tại vì nó cao ấy. Đấy. Sang tới bên kia Việt. Các chị em đang làm cỏ này. Các anh em thì khỏe hơn. Mình sẽ cho dọn cây cối, những cây to đấy các bạn. Đấy xuống đây. À xong rồi sao có. Dạ các bạn đấy. Thế nên để họ gọi họ về để chia. Ta phô sao đi. Dạ. Hồi giờ đa ô ma coi ra. Mình tuần lẹc đi. Rê xe bê. Si bôn à. Si. Dạ. Dạ các bạn đi đi kê. Dạ. Em đang vòng bùn đi ba xu. Rê xe bê á. Đây họ sạc có xong rồi các bạn. Mình sẽ xuống và chia cho họ để họ lấy cái động lực, lấy cái tinh thần làm việc các bạn. Em đang vào mùn đi. Em du lô. Nào cái khổ bao nhiêu không biết các bạn, nhưng mà mỗi lần được chia có cái gì chia nên là rất là thích nhé. Và chia cũng rất là nhanh, làm thì trồng thì rất là lâu, cái thời gian sinh trưởng của cây nó lâu lắm. Ê vai về si bồn à cha loa. Vai về. Cái này số đôi ca cô nhỉ. À ê vai nha minh tu em đâu cái này em nê vả nào bà gan nào đàn đàn đà tắt đi đi. mình đang treo mình lấy. Em nên vào tôi rủ nhá. Em nên đi nè. Em. Ê. Đi đi tôi rủ bố vụ nhá. Dạ. Para nên vào ca nhá. Sì. Nên vào tôi rủ nhá. Sì. Dạ. Dạ. Cái này phải dễ kì. Salad đã. Sì. Ê.
38 38 người các bạn ạ. Em không? Cái này sai nít à? Em thấy này? Cái này cây trabana mai muito. É aumenta. Cái này bucano, é bucano. Đi bu nào em đi vin đi igual. Porque tem pessoa é de dia, tem pessoa dois dia não. Dois dia não igual, né? Entendes? Yeah. Đây mình nói là đây là sẽ chia theo công đầu công các bạn, đầu ngày đi làm ấy. Chứ bây giờ là chưa đều hết rồi bắt đầu là sẽ tập họ cái tính ỉ lại các bạn. Đây là thành quả đầu tiên đấy các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ chia hết cho mọi người ấy, để lấy động lực cho họ làm. Tại mưa xuống rồi. Bây giờ từ lúc khai hoang nông trại đến giờ thì cũng một thời gian rất là lâu rồi các bạn, 5 tháng rồi. Mà hôm bữa được tí rau thì chả bó bèn vào đâu cả. Vì tất cả mọi người đi làm thì họ cũng trông chờ vào có cái thu hoạch đấy các bạn. Vâng các bạn nhá, và chia đây mình sẽ chia đống này là 50 đống này các bạn. Và bây giờ tạm chi là mỗi người một đống đó, rồi lương thưởng, rồi thưởng nữa các bạn. Những người mà làm việc hăng say đến đều ngày sẽ thưởng. Rồi cái phần này này, phần này là mình sẽ để cho bác chủ đất này các bạn. Đấy. Rồi một đống nữa. Đống này là để cho bác trưởng bản 331 cái này Pai Matia. Tên đến đi. Cái này Pai Matia. Nhà tông Pai Agora. Mi ayuda chama. Cái này cái vai set tu anh. Dạ. Abelino. Presente. Ai. Dạ. PCB. Nek về nhá. Nek ring. Ta cuya nên mà. Dạ. À. Toma. Caiu uma. Na guarda bem um nado. Caçoba. Vai ficar lá. Vai ali. Caçoba. Mas você ajuda. Aí. Já. Celina não veio. Já. Já sim. Já. Passando mais um, hein? Passando. Agora, afundi a criança. A Cafundi mandou a criança. Ah, bode. A criança vem, Cafundi. Ah, đây là con của chị. Tá, Tom. Hoje é o último, não? É sua mãe. Pra cair, né? Beto, ajuda aqui. Caiu, golo. Rồi cha mau từ vậy. Qua lo la yupi. À mẹ su quay anh kìa. Đi vào ga, đi vào ga. Vergete. Mọi người thấy mọi người đã được nhận là vui vui rồi. À. Giuseppa. Giuseppa. Dạ. Giulia. Giulia. Hola. Hey. Vai. Vitorino. Vai, filho, que ajuda aí.
các bạn nhá. Và chia đã xong rồi đây. Còn cái này là để những người mà hôm nay vắng mặt đây, mình sẽ cất này để mai họ đi làm đấy, mình sẽ chia cho họ. Còn đây là phần của bác chủ đất đây các bạn, bác chủ đất đây. Tu rùi giàn đấy. Ta nèk đấy. Em đang cái này vết mềm rồi để đi vi đi nè. Vì cái cao mù số, tôi đang bán ở bên đó bôi để xem mai mình tu. Bukê số cái này số đôi cô chú. Em đang ta để tôi sẽ cần đây rồi nè. Đấy mới có hai nuống thôi các bạn, đã còn sáu nuống nữa thì tha hồ mà chia. Em tao cui à? Cui. Canta dansa. Đây thành quả đầu tiên đây các bạn. Vâng các bạn. Đây lần đầu tiên đây. Thôi cố gắng, đừng có cái nhỏ thì sẽ có cái lớn các bạn. Các bạn nhá, còn em video của anh mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn thấy video này ý nghĩa thì cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Quang Dung Lỡ Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình nhá. Tôi được chào đó. Chào các bạn này. Chào các bạn. Vui à đấy. À, ta bong. Yeah, đi đi cả. Đủ lạc tông. Cái này phần cho em quay phim này các bạn. Đây đã đi anh đi cùng với anh em mình đây. Đó. Cái này đủ lạc tông nhá. Em đang cái này Reto e kênh phao ta lì đà DVD nhá. Ông Pai. Dạ. 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 Dạ